Em Ngọc Phương Ô Tô xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và trước mặt màn nhỏ của anh chị ngày hôm nay thì một chiếc MDV tầm trung với anh chị Innova. MDV thì chỉ có Innova thôi. Và chiếc xe này sản xuất năm 2016 nha anh chị nha. Phiên bản máy 2.0 và với giá thành rất là rẻ, rất là dễ chịu luôn. 2016 với mức giá bán em gửi đến anh chị trong ngày hôm nay 480 triệu. 480 triệu lòng vòng mua được cái xe 8 chỗ đó. Nước sơn đang rất là căng nè, rất là bóng nè, đúng không ạ? Tình trạng thì mới đánh bát xong. Nội thất thì chiếc xe này được vào một bộ da mới rồi, rất là đẹp, rất là đẹp luôn đó. Phiên bản này thì ở trên phiên bản này thì giờ chúng ta có 1, 2 túi khí rồi, có ABS rồi, để em coi xem coi chúng ta còn túi nào nữa không nha. Thích hợp thêm xi nhan trên gương chiếu hậu rồi, form này nó cũng không còn lúa nữa. Phiên bản E này 2 túi khí nha anh chị nha, 2016 bản 2 túi với mức giá bán 480 triệu. Chất xe keo chỉ rinh nha, rinh đẹp ngọt như dân dài vậy. Còn bên trên phần vô lăng thì về phần màn hình tắp lô thì chiếc xe này như thế nào đây ạ? Mới lăn bánh với con số 80.000 thôi, 80.846 cây. Hộp tì tay đang còn rất là đẹp và hai dàn lập độc lập cho chiếc xe này. Rất là lành tính, phụ tùng rẻ rê. Đó, phụ tùng cực rẻ luôn. Ổ khóa đẹp đúng không ạ? Trụ B nè, cho đến trụ A nè. Thì bên trên này thì hôm bữa là Spark 2012 là em mới bán rồi. Và thêm một chiếc Fortuner 2011 thì em cũng mới bán nha. Đó. Còn Everest 2011, Spark thì đi rồi. Hôm nay về được thêm cái Morning SLX nữa, biển 49. Xe này thì em xin gửi đến anh chị với giá bán 195 triệu đời 2008, nhưng mà 2008 ở đây lại bản full option. Số tự động nha anh chị nha, chứ không phải số sàn. Chất gia đình. Còn về chiếc phiên bản nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ em sẽ quay luôn về phần cốp cho anh chị luôn. Cốp đây anh chị. Chỗ này nó dính tí keo gì đó nè. Đó, em sẽ cạo sơ qua cái này. Này giống kiểu keo. Đó, đó, cạo ra là nó đưa móng tay đẩy cái là nó ra rồi. Còn các bon hàng nha, bon hàng tính nè. Bên trên là còn ý nguyên cốp nè, chưa rớt nè. Đúng không ạ? Bon hàng tĩnh bên này. Đó. Còn hơn thế nữa là học đồ nghề. Tắp bi thì rất là sáng màu luôn. Và cái phần tắp bi cốp này không có bị trời, cho nên là chiếc xe này chắc chắn là không có chở hàng hóa dịch vụ gì đâu. Đó, ổ khóa 7 màu. Đó, rất là đẹp, bóng cốp mà, nhẹ nhàng. Đó. Vỏ sơ cua. Gầu. Cầu gầm là còn tem nha. Còn tem mới kít luôn. Rất là khoe nha anh chị. Mâm là còn niêm chì toàn bộ luôn. Về phần mâm thì niêm chì còn nguyên nè anh chị nè. Đó. Trụ xe đẹp. Đó, ổ khóa nè. Giá thành thì 2016 như thế này rất là hợp lý anh chị nha. Giá này thì em nghĩ là nên chốt nóng đi, chứ không thôi là giá này thì cũng khó mà còn xe. Cửa là không rớt nha. Trụ A bên phụ nè. Còn về phần túi khí là không có vết cậy nè. Túi khí bên phụ lái đây. Cốp thì chúng ta có hai cái cốp. Đó, và không có dấu hiệu bị khoan lỗ nha anh chị nha. Đó, toàn bộ phần tắp bi là không có bị khoan lỗ gì hết. Hai dàn lọc. Đó. Sơn rất là đẹp nè. Còn phần này thì đang dính vết bát trắng nè. Đó. Này đưa vào cạo phát là ra luôn.
keo chỉ là nguyên bon hàng là còn nguyên nha. Ừ. Tức là ok hết nha anh chị nha. Đăng kiểm xe này tới tháng 7 2021, tính ra là giờ này năm sau. Ừ. Về phần vân cabo rất là nuột rồi. Đúng không ạ? Một sọc, hai sọc, ba sọc, bốn sọc, giữa là hai sọc nhỏ và hai bên là hai sọc lớn nè. Nó cục đèn đẹp. Đúng không ạ? Độ hở của cạn. Độ hở của cạn nuột. Đúng không ạ? Nuột chưa? Ừ. Mâm này. Vỏ trước mới nha. Bây giờ em sẽ để máy lên cho anh chị tham khảo xe này, cũng như là test luôn phần hộp số cho anh chị luôn. Về phần chìa khóa thì chiếc xe này toàn bộ chìa khóa rinh của nó là em còn lấy lại được hết luôn. Này, chìa sắt Seiko này, hai chìa của có khóa điện này. Đây nó. Ui. Bao êm. Bật máy lạnh cái con nào. Ui giời ơi. Êm chưa? Tiếng nghe rất là lực. Nghe siêu lực luôn. Xe này thì tình trạng xe mới về nha anh chị nha, chưa rửa máy. Đó, mới đánh bát thôi, chưa rửa máy, chưa rửa gập. Đó, tình trạng là máy móc khô ráo nè. Ổn đâm nè. Đúng không ạ? Dàn nè. Thanh dàn là rinh 100% hết nè. Đèn chưa phục hồi nè. ABS đây. Đó, mặt tròn khô ráo nè. Này thì nếu mà rửa ra thì như mới, bình góc cạnh góc đồ là không bị xét xiết gì hết nè. Ốc két nước bảy màu nè. Đó, bình nước đang còn màu hồng nha anh chị nha. Dàn bên phụ lái nè, cũng như là cụm đèn nè. Bon hàng tính là còn nguyên hết nè. Đúng không ạ? Học trong nè. Vân trong á. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là ok nha. Phần nối trụ A nè. Nối trụ A lên. Rất là nuột nha. Còn về phần máy móc thì xe này thì miễn bàn rồi. Đó. Xe này thì máy đang còn rất là êm rồi. Keo chỉ là thẳng tưng cho gia đình mình. Đóng capo. Hơi nhẹ. Và vậy. Rất là nột nha anh chị nha. Xe mới về tới, vừa về cái rửa sơ mới đánh bát thôi, chưa tẩy ổ gầm, chưa tẩy ổ máy. Đó, cửa đóng nè. Nhẹ nè. Độ hở của trụ A nè, trụ A với cửa trước với cửa sau ngay góc trụ B đây, giữa xe. Đó, độ hở của cửa trước nè. Bên hông nè. Nhìn tổng quan một cái nha. Độ hở là rất là cân đối nha anh chị nha. Về chân nắp thì bây giờ em sẽ quay luôn trần nóc cho anh chị luôn. Căng đét. Đúng không ạ? Còn về phần gầm thì em nó xinh cực kỳ rồi. Đúng không ạ? Đó. Bây giờ biết là nghiêm chỉnh hết hộp số đồ là rinh hết nè. Đó. Hộp số là khô ráo nha anh chị nha. Còn về phần đít đồ của em nó là đó, tem cầu tem kiết là còn y nguyên cho gia đình mình hết. Đúng không ạ? Đạo bô không có miếng khói nào hết nha. Dòng này mà nếu mà bô mà có khói thì thôi, chỉ có vỡ vứt sắp vứt. Đen như mới. Như mới.
hôm nay thân chị em gửi đến chị ở chiếc Innova 2016 2016 phiên bản 2.0e. Nếu anh chị nào thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe hoặc chốt trực tiếp qua Zalo số điện thoại trên. Và thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô tô, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.